phía dưới một chút thì các bác nhìn cái keo như thế này. Nhiều bác không rõ không biết thì sợ là keo làm lại, nhưng mà cái này mới là cái khó làm lại các bác ạ. Nhà sản xuất người ta làm thiết kế đó, mà một mẫu xe đã vào bị va chạm đâm đụng vào đến đấy rồi thì sẽ không bao giờ đặt chân được vào đến Enica. Vâng, xin chào các bác. Nhìn vào đây thì ai cũng biết đây là hãng xe Kia. Nhìn vào cái vô lăng này thì có rất nhiều bác là mà biết đây là cái mẫu xe gì rồi. Thì em Hiếu xin để nổ lên để nói cái sự đặc biệt trên mẫu xe này. Đó, ngồi ở vị trí trong không gian nội thất của chiếc xe, các bác có cảm thấy gì không ạ? Rất là êm. Đây là động cơ máy dầu nhá. Động cơ máy dầu ngồi ở trong đây gần như là không nghe thấy tiếng ồn hay lạch cạch cành cành của đặc trưng động cơ máy dầu. Vâng, Kia Sorento phiên bản DATH máy dầu bản cao cấp nhất. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển thành phố Hà Nội, một chủ từ đầu 30F các bác nhé. Ô đô hiện tại của chiếc xe đang là khoảng 7.2 km. Và hôm nay em Hiếu sẽ xin đi một vòng quanh xe để giới thiệu cho các bác. Khoảng 5 năm sử dụng thì cái xe này có cần lưu ý cho các bác những cái điểm gì khi mà lựa chọn mẫu xe này. Đó, như thường lệ em Hiếu sẽ xin đánh giá qua về cái phần đầu xe của mẫu xe này. Trung tâm của nóc capo, phía dưới nóc capo là logo Kia đặc trưng. Đó, vẫn là logo cũ thôi. Nằm trong cái lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của nhà Kia. Đó, phần đầu xe thì vẫn rất là cứng cáp, không có vấn đề gì phải khắc phục khi mà các bác lấy mẫu xe này. Đó, cảm quan của em Hiếu nhìn thấy mọi thứ vẫn rất là ok. Sau khoảng 5 năm sử dụng. 5 năm sử dụng chạy 7.000 km thì con số này nó quá ít cho một mẫu xe động cơ máy dầu. Đó, rất là bền bỉ. Đầu tiên thì đánh giá qua về cụm đèn. Xe Hàn thì lúc nào cũng trau chuốt cho các bác về công nghệ. Xe đã được trang bị là hai đèn bi rồi. Đó, khá là trong. Nhìn từ góc nghiêng bên này thì đèn gần như không có hiện tượng bị ố vàng hay là gì cả. Đó, phía dưới này có trang bị cái rửa đèn pha, một tính năng rất là hay. Nhưng tuy nhiên trên form mới thì lại bị cắt bỏ đi. Đó, thấp xuống một xíu nữa thì có cụm đèn sương mù được chia làm hai tầng. Nhìn ở đây thì cũng có hơi bị bạc bạc màu rồi các bác ạ. Đó, phần ốp đen vẫn còn rất là chỉn chu. Nhưng mà theo thời gian thì nó cũng có một vài cái vết bạc bạc, vết xước. Đó, bên cạnh đầu xe thì phía dưới này cũng được trang bị đến 4 cảm biến giúp các bác lái xe an toàn hơn, cảnh báo cho các bác vận hành đơn giản bởi vì nó công nghệ hỗ trợ của xe Hàn rất là nhiều. Đó, phần đầu chỉ có như vậy thôi. Tiếp theo này, đến phần tai xe. Tai xe, phần kết nối giữa ba đà sốc và phần tai xe nhìn vẫn rất là nét, căng. Đó. Rồi, một cái khá là quan trọng mà khi các bác đi xem xe cũng cần phải lưu ý, đó chính là cái dàn lốp. Dàn lốp này thì chủ xe đã trang bị cho hai bánh trước. Rất tiếc là chỉ có hai bánh trước là lốp mới thôi, hiệu xịn Michelin. Đó, kích thước lốp thì khá là ok, to, tích hợp là vành hợp kim nhôm la răng phay. Hiện tại ở đây thì em thấy có một vài vết xước rồi. Vết xước này cũng không quá là sâu, gọi là spa một chút thì có thể ok. Vành thì là vành 18 inch. Đó, gương xe thì nhìn rất là to bản, nhưng tuy nhiên thiết kế hơi có một cái gì đó cổ điển một chút. Cũng được trang bị giải đèn LED nhé. 1, 2, 3, 4 cái bóng LED sinh ra trên gương, khá là rõ ràng. Đó, mặt gương thì công nghệ trên gương thì cũng chỉ được trang bị là gập điện, chỉnh điện và thế thôi. Tiếp theo thì đến phần tay nắm cửa này. Tay nắm cửa, cái thiết kế trên xe của Hàn Quốc như Kia và Hyundai thì cái nút vật lý mở cửa nhanh này đã có từ rất là lâu rồi, không biết vì sao hãng xe không thay đổi đi, nhìn cho nó thời đại và công nghệ. Đó, cũng mạ chrome to bản, rất là sáng bóng. Đó, phần cửa xe này, khi mà em Hiếu mở ra thì các bác có thể quan sát một chút về cái phần keo chỉ của chiếc xe đã được Enica kiểm tra rất là kỹ càng. Mẫu xe này thì chưa mất một phân keo chỉ nào các bác nhé. Đó, tiện đây thì giới thiệu luôn cho các bác cột B. Nhìn từ cái cả cột này, tổng quan này,
rồi đến cái khóa cửa vẫn còn sáng này, ốc ốc cửa bản lề còn nguyên zin nguyên bản đó. Keo chỉ mà không mất rồi thì đương nhiên là bóc răng ra để cho các bác xem đinh thì vẫn còn thôi. Tiếp theo hàng ghế cánh cửa phía sau đó. Nói qua một chút về trang bị thì xe cũng được trang bị là rèm nguyên zin nguyên bản nhá. Cái này thì không phải là độ đâu, và tầm xe phải trên 1 tỷ khi mà mua mới thì mới có cái rèm như thế này đó. Tabi cửa thì màu be thì cái màu này đánh giá không được cao cho lắm về cái khả năng giữ gìn, khi mà sử dụng phải cực kỳ giữ gìn tốt thì nó mới có cái màu sáng như thế này. Nhìn qua cái chiếc tabi này thì các bác có thể thấy chủ trước dùng xe khá là cẩn thận đó, giả gỗ cũng chưa có hiện tượng xước hay gì cả đó. Hơi tiếc một chút về cái phần lốp xe này thì chủ chỉ trang bị lốp mới cho hai bánh trước thôi, còn lại bánh sau thì hiệu Continental, lốp cũng khá là kém rồi đó. Xin giới thiệu với các bác, đây là phần khu vực đuôi xe. Cái thiết kế này của Sorento đã có mặt tại thị trường Việt Nam mình từ rất lâu rồi. Nếu như em không nhầm thì thế hệ thứ 3 Sorento không được mang về Việt Nam thì phải. Nên là cái thiết kế kiểu như thế này nhìn cũng rất là hiện đại, trẻ trung. Nhưng tuy nhiên so với đàn anh, so với đồng hương là chiếc Hyundai Santa Fe thì có vẻ như hơi bị tụt hậu một chút xíu. Đèn thì khá là to bản, vẫn trong, sáng, không có hiện tượng gì mà cần phải lưu ý cho các bác cả. Đó, nhìn kỹ thì xe hơi bẩn một chút, vừa về thì em có lên sóng luôn để giới thiệu với các bác. Đó, phía dưới xe, phần đuôi xe thì cũng được trang bị đến 4 cảm biến lùi cùng với một camera lùi giúp các bác lái xe thuận tiện hơn, xoay sở dễ dàng hơn. Đó, em mở phần cốp. Đó, cốp chiếc xe này thì vẫn rất là ngon, đến từ hai thanh ti này, em có thể mở cho các bác gần như là không có một cái tiếng gì cọt kẹt luôn. Đó, rồi xin mời anh camera dí sát lại phần khoang hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba này thì chắc là chủ xe có lại sử dụng để nhiều đồ nên là cái hàng ghế này nó đã bị xù lông rồi. Đó, cái này thì sử dụng xe 5 người thì các bác có thể là làm một cái miếng trải sàn da lên trên này, vừa để đồ mà vừa làm cái tăng cái tính thẩm mỹ của chiếc xe. Đó, phần nhựa ở bên trong cũng không có hiện tượng bị xước sát hay là bị gì cả. Đó, nhìn ở đây vẫn rất là sạch sẽ. Cái màu be này lại phải nhấn mạnh lại, nếu như không giữ gìn thì màu nó xuống rất là nhanh. Đó, phần đây là phần phụ kiện trong xe. Đó, không có kích này và một vài dụng cụ thay lốp. Dòng xe này rất là hay nhá, khi mà gập mà tất cả các hàng ghế xuống thì nó tạo thành một cái mặt phẳng giúp cho nhà mình mà có chuyến đi chơi hay là du lịch công tác thì để nhiều đồ và có thể thậm chí là nghỉ luôn ở trên xe cũng được. Đó, phần quan trọng nhất các bác cần phải xem rất là kỹ càng đó chính là cái khoang động cơ. Khoang động cơ của chiếc xe này thì đã được Enica kiểm tra kiểm định rất là kỹ càng. Xe chưa từng bị động và bị đại tu này, làm can thiệp vào hệ thống động cơ và hộp số, cũng cam kết luôn cho các bác về vấn đề ngập nước và thủy kích. Đó, em xin phép là bỏ cái miếng nhựa này ra để cho các bác xem rõ hơn về cái khối động cơ này. Đó, đây ạ, trên cái nắp này cũng được trang bị cái mút xốp cách âm cách nhiệt sau khoảng 5 năm sử dụng. Nếu như mà xe sử dụng chạy nhiều cũng đường dài mà bị nóng ấy thì cái phần này nó sẽ rất là nhanh bị hao mòn, bị hỏng. Đó, như chiếc này thì gần như là mới, chỉ có bụi do bẩn thôi. Đó, quan trọng nhất, xin mời các bác quan sát phần từng chi tiết trong xe. Đó, đầu tiên khi mà đến xem xe thì các bác lưu ý cho em tất cả những mẫu xe nó phải còn keo nhé, keo đen từ nhà sản xuất này. Cái điểm robot rút ra chắc chắn là vẫn còn keo. Đó, nhìn vào cái mặt nắp dàn cò, từ cái màu sơn đen vẫn rất là đen, và những con ốc này không có một cái hiện tượng gì gọi là tháo mở. Cũng đúng thôi, một mẫu xe hơn 7 vạn thì chả có lý do gì để mà mở nắp dàn cò ra cả. Xe sản xuất 2019. Đó, điểm qua một vài chi tiết khác thì mẫu xe này được trang bị 2 ti thủy lực đỡ nắp capo hai bên. Đó,
cũng không có tiếng kêu cót két cọt kẹt gì cả. Rồi ạ. Tiếp theo là đến phần ốc nắp capo này. Ốc nắp capo vẫn còn nguyên zin nguyên bản theo từ trong nhà sản xuất. Đó. Dàn đinh bấm này. Đó. Phía dưới một chút thì các bác nhìn cái keo như thế này. Nhiều bác không rõ không biết thì sợ là keo làm lại, nhưng mà cái này mới là cái khó làm lại các bác ạ. Nhà sản xuất người ta làm thiết kế. Đó, mà một mẫu xe đã vào bị va chạm đâm đụng vào đến đấy rồi thì sẽ không bao giờ đặt chân được vào đến Enica. Đó, đây là khoang nội thất trong xe này. Cái mà em cần lưu ý đến các bác chủ xe và giữ gìn xe này. Và cái mẫu xe này chủ xe sử dụng cũng khá là ít. Vì sao ạ? Vì khi mà xe gầm cao 7 chỗ bước từ trên xuống thì cái thói quen nó bước luôn xuống đất. Đó, thì cái phần đùi của mình tì lên cái má ghế này. Đó, tuy nhiên các bác nhìn này, có bẩn thì em nói là cái màu be này giữ gìn thì nó cũng khó, nhưng mà không có hiện tượng bị nhăn nhúm hay là bị gì cả, vẫn căng nhá. Đó, tuy nhiên thì hơi bẩn một chút. Xe vừa mới về thì em lên sóng luôn cho các bác. Đây là khu vực nội thất trong xe này, em vừa xin nổ máy lên. Đó, nhìn tổng quan vào cái nội thất này thì em Hiếu nhìn thấy xe năm 2019, nhưng mà có cái thiết kế cá nhân em đánh giá thôi nhá, hơi có một chút gì đó là cổ điển. Đó, 2019 như thế này thì thua kém hơn so với đồng hương Santa Fe. Cùng chung một mẹ nhưng mà có khác biệt nhiều quá. Đó, đánh giá chung về độ cũ mới thì mẫu xe này xin nhấn mạnh lại, chủ xe khá là giữ gìn. Những cái phần này là phần nhựa, rồi phần đây cũng là nhựa, giả vân da thôi. Cũng không có hiện tượng sọc sạch cong vênh gì cả. Mọi thứ còn rất là chỉn chu, cứng cáp. Đó. Công nghệ trên chiếc Sorento này thì rất là nhiều. Điểm qua cho các bác thấy là Cruise Control, chế độ lái này, tăng giảm âm lượng, mode điều khiển màn hình này. Có cả nghe gọi điện thoại luôn. Đó, có hai phím điều khiển cái màn hình tablo sau vô lăng. Đó, đồng hồ hiển thị đang là 7.2 km. Thậm chí là 5 năm sử dụng bác chủ xe còn chưa thèm bóc cái ly lông ở trên mặt đồng hồ này luôn. Phải nói là đây là cái chi tiết mà hàng ngày khi mà sử dụng xe phải nhìn vào, nhưng mà các bác chủ xe vẫn cố gắng làm sao để giữ cho cái xe trong trạng thái là đẹp nhất, nên là đã không bóc cái đèn này ra, không bóc cái miếng dán trên cái đồng hồ này ra. Đó, trang bị điều hòa của chiếc xe này thì lên đến hai vùng độc lập. Đó, bên lái và bên phụ có điều hòa hàng ghế sau làm mát rất là nhanh. Đó, trang bị thì cơ bản thôi. Cần số có chế độ eco, tiết kiệm nhiên liệu. Đã là máy dầu rồi nhưng mà vẫn còn chế độ tiết kiệm nhiên liệu các bác ạ. Như em Hiếu nhìn ở trên vô lăng, nhìn trên đồng hồ đây thì mức tiêu hao nhiên liệu khá là ấn tượng. Ghế da bên phụ có đục lỗ thông hơi màu be. Như các bác nhìn màu da này, đây là em Hiếu đang quay ở trong điều kiện ánh sáng chưa thật sự tốt, hơi tối tối nên là các bác không nhìn rõ được cái màu be này. Các bác nào mà có nhu cầu quan tâm thì đến xem xe trực tiếp thì thấy là cái độ giữ gìn, độ mới của mẫu xe này. Đó, từ ghế da đến táp lô, đến phần trần, trần cũng thế, trần cũng sạch sẽ, không bị xù, cũng chưa phải qua spa nhé. Chưa qua spa mà đã trần đã như thế này rồi thì qua spa nó còn đẹp hơn rất nhiều các bác ạ. Đó, xe thì cũng được trang bị cửa sổ trời, toàn cảnh panorama. Cái này thì vừa có ưu mà vừa có nhược. Ưu điểm là đẹp, tiện cho gia đình nhà mình khi mà đi chơi, di chuyển trên những cái cung đường đẹp, đi biển chẳng hạn. Nhược điểm là hơi nóng. Hơi nóng do cái thời tiết Hà Nội hay là thời tiết tại Việt Nam mình thì cũng không thích hợp để có cái cửa sổ trời. Đó. Vậy thôi. Mẫu xe này thì mọi thứ còn rất là cứng cáp, đẹp, nguyên zin nguyên bản. Cũng chưa thấy có trang bị độ đẽo gì cả. Vừa rồi là một vài thông tin về chiếc Kia Sorento sản xuất năm 2019 bản DATH máy dầu cao cấp nhất. Đó, mẫu xe mang tên tư nhân, biển thành phố Hà Nội, một chủ từ đầu. Odo hiện tại là 7.2 km và hiện tại đang được bày bán ở Enica với mức giá chỉ hơn 700 triệu, chính xác là 739 triệu đồng. Bác nào mà có nhu cầu muốn quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ với em Hiếu theo số điện thoại để ở bên dưới màn hình, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại Enica Long Biên, số 305 Nguyễn Văn Đinh, Long Biên, Hà Nội.